hơn 2000 năm ở nơi làng Nazareth, sứ thần truyền tin cho mẹ Maria đồng trinh. Thôi ba là người có phúc, nay đây ba sẽ thụ thai sinh hạ con trai tên là Giêsu. Kể từ đó mẹ luôn vâng phục ý A lời Chúa truyền ban. Kể từ đó con người ngày đêm đợi mong vì vua cứu tình. Ngày tháng cứ trôi qua trong một đêm đông lạnh xa, ngôi hai đã hạ sinh trong chốn hàng lừa nghèo hèn đơn sơ. Ba vui nhanh chân bước đến chốn bê lem dân người nhủ hương mộc dược. Một vòng đến vây quanh cùng bao thiên sứ bao tiếng mừng vui. Câu chuyện giáng sinh xưa này vẫn còn đang tiếp diễn nơi dương thế này, để ngàn đời khắc ghi Chúa giáng sinh thủ đô thế nhân. Sầu lo mừng vui vì Chúa đã đến, xóa tan màn đêm đem bình yên cho khắp mọi nơi. Thế gian ngập tràn ánh sáng, tình yêu dẫn lối đời ta đi tìm Giêsu giang trần năm xưa. Kể từ đó mẹ luôn vâng phục ý A lời Chúa truyền ban. Kể từ đó con người ngày đêm đời mong vì vua cứu tình. Ngày tháng cứ trôi qua trong một đêm đông lạnh xa, ngôi hai đã hạ sinh trong chốn hàng lừa nghèo hèn đơn sơ. Ba vui nhanh chân bước đến chốn bê lem dân người nhủ hương mộc dược. Một đường bên vây quanh cùng bao thiên sứ bao tin mừng vui. Câu chuyện giáng sinh xưa này vẫn còn đang tiếp diễn nơi dương thế này, để ngàn đời khắc ghi Chúa giáng sinh cứu độ thế nhân. Khắc ghi Chúa giáng sinh cứu độ thế nhân.